Cậu đóng lại ngăn kéo đi. Nội quy ngay trước cửa phòng mà chẳng ai chịu đọc cả. Sao cậu không đóng nốt những ô kia? Nhưng em có mở những ô kia đâu. Chị cho em mượn cuốn thơ Pushkin, mã số. Cậu mượn gì thì ghi vào phiếu yêu cầu. Thẻ đâu? Thẻ hết hạn rồi. Đổi thẻ mới đi đã. Chị thông cảm, em đang cần tham khảo. Không được. Đọc lại nội quy mặt sau thẻ đi. Chị Duyên ơi, lên xếp gọi. Ơ anh Dũng, đi đâu mà lâu không thấy đến. Ngày lễ tình yêu mà mặt trông như mất sổ gạo thế. Thẻ hết hạn, bắt đổi thẻ mới. Rồi ạ, anh cứ vào đây. Chị Duyên ơi, người quen đấy. Vào đi, chị ấy mới chuyển sang phòng này. Thì tôi cứ theo nội quy mà làm thôi. Lúc nào cũng nội quy thì chóng già lắm bà chị ạ. Lại vẫn cứ thơ thẩn thế này à? Thôi chị vào lấy sách giúp em đi. Nhưng sếp biết thì sao? Thôi, cảm ơn. Tôi không mượn nữa. Anh Dũng, thôi, chị lên gặp sếp ngay đi. Tặng em. Anh Hà hôm nay ga lăng thế. Anh tặng em. Em xin ạ. Kìa anh Hà, hôm nay là ngày lễ tình nhân cơ mà. Anh chưa có vợ. Ai xinh đẹp cũng đều là tình nhân trong mộng hết. Anh tặng em. Em xin, em cảm ơn. Phòng mình bây giờ chỉ còn có hai chị em là chưa có bằng đại học. Mà phụ nữ cũng cần có trình độ. Đừng để họ coi thường mình, nhất là đàn ông. Cuối năm nay cô sẽ nghỉ hưu. Trước khi nghỉ, cô muốn tạo điều kiện để cho hai đứa đi học tại chức. Ôi, chúng cháu cảm ơn cô. Cơ quan đã đồng ý chuyện cấp kinh phí cho các cháu đi học. Bây giờ hai đứa đi hỏi thủ tục, lo thi cử cho sớm. Đừng có bảo bỏ lỡ dịp này nhá. Dạ vâng, chúng cháu sẽ đi ngay cô ạ. Đi chị ơi. Nhưng còn phòng đọc? Phòng đọc hôm nay vắng lắm. Sinh viên đi tặng hoa tình yêu hết rồi. Mà viên chức nhà nước, mấy khi họ vào đây ngồi. Đi. Thôi thôi, các cháu cứ đi đi. Cô sẽ nhờ anh Hà trông hộ. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu gửi cô ạ. Chị thông cảm, mọi người nghỉ ăn trưa hết rồi. Đầu giờ chiều chị quay lại. Thôi mà, cố gắng giúp đi, chiều mình bận lắm. Nhưng em không có chìa khóa tủ hồ sơ. Thầy ký cho em sổ ghi đồ bài ạ. Tôi quên đấy. Em cảm ơn thầy ạ. Chào em. Ơ anh Dũng. Đi đâu thế này? Anh ở trường này à? Ừ. Ôi may quá, em định mua bộ hồ sơ. Hồ sơ à? Học cái gì? Học tại trước thông tin thư viện. Nội quy ở đây 1:30 chiều mới làm việc. Anh Dũng, lấy cho cô nào mà sao nhiệt tình thế? Lấy cho bà chị mà. Đấy, chị cứ nội quy cho lắm vào, suýt nữa thì hỏng việc. Sắp hết hạn nộp rồi, hai chị em làm gấp lên. Dạ. Một thôi, mình không học đâu. Kìa chị Duyên, chị không nhớ sếp nói gì à? Thừa, mang trả vậy. Kìa, anh Dũng. Chị cầm lấy đi. Nhưng mình già rồi, học khó vào lắm. Không học còn già nhanh hơn đấy. Đây là địa chỉ của em. Khi nào cần, hai chị em cứ liên lạc. À, cho mình gửi tiền. Thôi mà, có đáng gì đâu. Không được, ai lại thế. Đây, thôi. Đây, thôi, cảm ơn nhá. Em về đây. Thôi được rồi, cứ yên tâm.
Để bàn cụ thể sau nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Trời ơi, đợt này sếp lên trưởng phòng thì thuê ô xin về làm, ai lại để sếp bà tự tay giặt giũ thế này. Có sao đâu, tôi quen rồi. Thôi em về ạ. Sắp tới anh mà có quyết định lên trưởng phòng thì sẽ đua chỗ này thêm một buồng, trong nhà chỉ để tiếp khách thôi. Không cần đâu, mình chỉ cần làm thêm cái ban công như ở tầng dưới kia là được rồi. Em vừa có thêm chỗ phơi đồ, vừa có chỗ trồng hoa hóng mát. Không có hoa vét gì hết, dựng thêm được một phòng nữa không hơn à? Có chút cây cảnh cho nó mát mẻ. Không, cây cối làm gì, cho nó thêm muỗi ra. Mì, con chả học hành gì cả, suốt ngày cứ múa may thế này, chóng hết cả mặt. Tuần sau lớp con đi thi văn nghệ. Thế hả? Bây giờ thế này nhé, con nghỉ giải lao. Vào đây, bố cho cái này nhé. Đây, của con đây. Thế còn cái đấy thì của mẹ hay bố? Cái này con để cân đối đã. Hoa nào thế này? Gã Hà Hâm tặng mỗi chị em một bông nhân ngày Valentine. Ôi giời, bảy vẽ lắm chuyện. Đạo thì không theo. Kỷ niệm ngày lễ của Thánh. Người ta yêu nhau, mượn ngày lễ tình yêu để tặng hoa cũng là cử chỉ đẹp chứ sao. Học đòi vơ vẩn. Anh. Thôi ngay đi nhá, chồng con rồi đừng có a dua. Cảm ơn con mẹ. Ăn đi. À anh Toàn này, hôm nay sếp em thông báo em với cái Liên được cử đi học đấy. Sao? Có người sắp về thay chỗ của em à? Sao lại bị đi học? Không, tiêu chuẩn mà. Bọn em được cấp kinh phí. Sao ngày trước anh bảo cứ cưới đi đã rồi học sau? Không đi là không đi. Rồi có bằng đại học, lương thư viện thấm vào đâu? Nhưng có bằng cấp thì cũng khác chứ. Khác cái gì? Rạch việc. Cô đi học thì chồng con cơm nước cô gửi cho ai? Nhiều người hoàn cảnh như em, người ta vẫn thu xếp đi học được. Cứ yên phận ở nhà với chồng với con, đừng có khuấy lên nữa. Mình tôi lo liệu hết. Mà nhanh tay lên và giúp bà nấu cơm đi. Vào đi. Anh Toàn ạ, bên em đã thảo sẵn hợp đồng, anh xem có thể ký được chưa? Cậu mang sang bên kia cho chị Ngân. Chị Ngân nào ạ? Chị Ngân mới về làm trưởng phòng ấy. Thế còn anh ạ? Thôi mang sang đi. Cốc 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 cốc. Ai gọi đấy? Có ai ở nhà không? Không có ai. Cho tôi vào với. Nhà tôi chật lắm, không vào được đâu. Cho tôi vào một tí thôi. Bố mày còn sống thì chắc không đến nỗi này. Mẹ làm gì mà cứ rầu rĩ mãi thế? Bố con còn sống thì cũng thế mà thôi. Chuyện của bọn con, bọn con tự lo lấy. Nếu không hợp nhau thì ly dị, có gì đâu mà. Mày vẫn thế. Đàn bà mà tự quyết lên mọi việc thì khổ đấy con ạ. Không hợp thì vợ chồng bảo nhau, làm sao mà phải lôi nhau ra tòa cơ chứ. Sao lại vội vàng thế? Thằng Tú nó còn nhỏ mà. Em ý, em khác mẹ và chị. Sống làm sao được cái hai vợ chồng cứ lệch công nhau. Để thằng Tú sống trong cái không khí bất hòa ấy, có khi lại còn hại hơn ý.
Đàn bà mà bỏ chồng thì sống vất vả lắm con ạ. Mẹ có mỗi hai đứa, thế này còn mặt mũi nào mà nhìn thấy mọi người nữa. Thì mẹ cứ nhìn thẳng vào mặt họ, ai dám cấm nào. Mà chuyện của bọn con tự lo lấy. Còn chị Duyên nữa, cũng nên xem thái độ cư xử của ông Toàn ấy. Sếp ở đâu thì không biết, nhưng về đến nhà thì vợ chồng phải ngang nhau. Em thấy chị chả được quyết định cái gì cả. Khẽ khẽ cái mồm chứ, để cho vợ chồng nó yên. Mẹ phải ra với các cháu đây. Bây giờ chỉ có hai mẹ con em định xoay sở thế nào? Em cũng đang tính. Có hai mẹ con thì cũng dễ thu xếp thôi. Nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Ly dị xong cứ như được giải thoát đấy chị ạ. Nhưng mình là phụ nữ. Là phụ nữ? Là phụ nữ là cứ phải nhịn nhục à? Ngay kể cả với cái loại đàn ông vô trách nhiệm, gia trưởng hay sao? Cứ giữ khư khư để mà hành hạ nhau suốt đời à? Phụ nữ cũng có quyền sống cho mình chứ. Chỉ tại chị lúc nào cũng quan niệm về phụ nữ giống như mẹ thôi. Chị thấy thương thằng Tuấn và lo cho em đấy. Chị yên tâm, em biết điểm dừng mà. Nếu chồng mà đúng nghĩa là đàn ông thì dại gì mà bỏ hỏi chị. Mà thôi, mình đi ăn cơm đi, em đói rồi. Thế là Toàn có bảo về muộn không? Thôi thế thì chị đi ăn cơm đi. Chị phải chấn chỉnh lão đấy. Toàn, vào ăn một thể đi con. Ôi, cả nhà cứ ăn, con uống no rồi. Sao anh không gọi điện về? Đến giờ thì cứ việc ăn, việc gì phải chờ mới đợi. Anh Toàn sướng thật đấy, đúng kiểu đàn ông độc thân có vợ. Tôi chết, dì Chi đi à? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì. Lát nữa con pha cốc nước cam cho nó dã rượu con nhé. Kệ lão. Chi? Anh uống nước đi. Dì Chi có chuyện à? Chúng nó ly dị rồi. Đàn bà mà tính khí ấy thì liệu hai mẹ con dì có về đây ở không? Chẳng lẽ để mẹ con nó lang thang à? Thế thì chật lắm. Cũng phải chịu chứ biết làm sao. Đừng anh, hôm nay em chẳng còn tâm trạng nào đâu. Thôi mà. Anh dậy mắc lại màn đi. Kệ nó, mải mắc. Chị cho gửi cuốn sách. Này, theo nội quy thì sách thơ không phải là bãi để xe đâu. Ôi, quên mất. May quá, có cả anh Dũng ở đây. Tiện thể anh nộp hồ sơ luôn cho em nhé. Chị Duyên nộp chưa? Mình bận quá, chưa kịp làm. Làm gấp đi chị, sắp hết hạn nộp rồi. Kìa anh Toàn, mời anh vào uống nước. Thôi, khỏi phải pha nước, khách sáo làm gì. Có gì mà căng thẳng thế. Chị Ngân, tại sao bỗng dưng lại cử tôi đi học? Anh Toàn, anh cứ ngồi xuống đã. Anh cũng biết đấy, cấp trên rất tín nhiệm vào năng lực của anh. Vâng,
và ưu tiên cử tôi đi học chứ gì ạ. Vâng, anh xứng đáng là đội ngũ kế cận. Cái bài cũ lắm rồi. Thế nếu tôi không muốn đi học thì sao? Thì anh vẫn ở vị trí cũ để tạo điều kiện cho anh an tâm học tập. Tôi đã bố trí cho cô Trang làm phó phòng, lo tài chính. Còn anh Quang làm phó, lo đối nội. Thế còn tôi? Thì anh cứ yên tâm, anh vẫn cứ làm phó phòng. Vốn kinh nghiệm của anh là rất quý. Có điều gì tôi sẽ trực tiếp trao đổi với anh. Thế nguyện vọng của anh là thế nào? À, nhà của con, nhà của con. À, mũ của con, mũ của con. Cái gì thế này? Ở đâu ra đây mi? Lần trước đã thỏa thuận rồi, vậy mà cô cứ cố tình là thế nào? Anh đưa trả em. Em chỉ muốn đi học chứ có làm gì đâu. Nhưng mà tôi không đồng ý. Cô có còn coi tôi ra cái gì nữa không? Nhưng cơ quan họ Dục biết bao giờ anh mới đồng ý. Đi học. Anh Toàn. Đi học này. Này thì đồng ý này. Đồng ý này. Không có học hành đàn đúng gì hết. Mẹ ơi, bà ngoại ơi. Vợ chồng đã thỏa thuận rồi, con mà cứ đi học là sai đấy. Nhưng mà anh có để cho con thỏa thuận đâu. Thôi, bỏ ý định ấy đi. Ở nhà mà lo cho con cái, cho gia đình êm ấm con ạ. Mẹ. Mẹ làm sao? Giờ mẹ sống chỉ vì các con thôi. Chúng mày mà cứ lục đục thế này thì tao sống làm sao nổi. À, cái Chi nó bảo sợ về đây ở chật, nên hai mẹ con nó thuê nhà ở ngoài rồi. Chị mắt xoài mà. Anh có đau không? Đau gì? Tay em mềm như tay kiểu. Càng đau anh càng thích. Anh bắt đầu có tóc bạc rồi đây này. Ở nhà vợ không nhổ cho à? Lại còn nhổ nữa. Mũi bảo càng để nhiều tóc bạc càng tốt. Chi? À, chị Duyên, ngồi chờ em một lát. Xinh phết. Mà trông hiền nhỉ? Này, có chồng chưa? Có chồng rồi ông ạ. Gớm, thấy gái là mắt cứ sáng lên. Thấy gái đẹp mắt không sáng, có họa là mắt hỏng rồi. Của ông xong rồi đấy. Này, anh chứ lị. Vâng, thì ông anh. Thôi, anh em mà, em có mải tay không? Vậy thì hơi rẻ đấy. Thôi, anh đi về đi. Chi, em phải cẩn thận, chị thấy sợ lắm. Diễn cả đấy mà ngốc ạ. À. Ôi dồi ôi, sao đeo cái túi gì mà xấu thế? Anh Toàn mua cho đấy. Để em cho chị cái túi khác đẹp hơn. Nào, ngồi xuống đây. Em khai trương cho chị kiểu đầu mới. Chị để kiểu này cả thế kỷ rồi còn gì nữa. Ừ, em gội đi rồi nhân tiện sửa luôn cho chị. Hôm nay nặng đầu quá. Cô chủ ơi, bắt đền cô đây này. Đầu hết ngứa thì người lại ngứa ngáy hết cả lên đây này. Vậy thì vào đây em nhổ nốt cho. Ái da, lần sau nhớ nhá, về nhá. Vậy nhưng gã này, lần sau em cứ làm lâu vào. Cả lão khoái lắm. Tóc dầu tóc bạc, 1.000 một cái. Vuốt tay, 10.000. Sao đắt thế? Thế chị không nhớ, ngày xưa bố dặn, đi với ma thì phải mặc áo giấy à. Ơ, chị không cắt đâu. Sao lại cắt ngắn thế này? Em hại chị rồi. Cắt tóc ngắn không chết đâu mà lo. Vừa nhẹ đầu lại đẹp da. Tối hôm qua vừa bị một trận đau hết cả đầu. Hôm nay lại thêm vụ này nữa thì chị chết mất. Không được. Thế này thì không được. Mẹ vẫn còn ở đấy. Mà lão ấy dám coi thường chị thì hỏi sau này. Chị Duyên à,
chị phải đi học. Chị phải tự khẳng định mình thì lão Ý mới không dám coi thường chị được. Hồi bố mất, em buồn chán quá nên bỏ dở đại học. Bây giờ mới thấy ân hận. Đành phải làm cái nghề chẳng những chồng coi thường, ngay đến những gã vớ vẩn tay đưa tiền bao cũng cười khẩy sau lưng mình. Chị không được bỏ lỡ cơ hội này đâu đấy. Đếm nói chuyện với lão Toàn. Mà thỉnh thoảng đến đây em massage cho da mặt chị nó mịn, trông trẻ đẹp ra. Liên, trả mũ cho chị. Không. Kìa, Liên. Ôi, em duyên trông ngon quá. Ơ, ai là em hả? Với tôi, ai trông ngon mắt là em tuốt. Kể ra, tóc dài cũng đẹp thật, cắt thì hơi tiếc. Tiếc gì? Phải mạnh dạn đổi món đỡ nhàm, ông xã mới không chán chứ. Liên, không trả mũ nữa. Đầu đẹp thế kia, đội mũ cũng mà hâm à. Chà, trông hợp lắm. Chuyện học hành sao rồi mà cứ lo đầu tóc thế? Cháu cố gắng mà đi học đi. Tôi mà về hưu rồi thì khó có cơ hội đấy. Dạ. Chị Duyên này, ngày trước cứ nghĩ con gái là phải để tóc dài, bây giờ nghĩ lại dũng thế như thế thì cực đoan quá. Chỉ cần kiểu tóc nào hợp là được rồi, chẳng cứ tóc ngắn hay tóc dài. Chị Duyên, chị để kiểu tóc này đẹp lắm. Cô lại không thèm hỏi ý kiến tôi. Em định nhờ cái chi sửa, nhưng mà nó cắt hơi quá tay. Cắt quá tay à? Cô không đồng ý thì đời nào gì dám cắt của cô. Cô là gái có chồng, có phải là cứ thích là tự ý làm đâu. Đầu tóc của cô, tôi là người hàng ngày nhìn thấy nó. Cô muốn cắt, cô phải hỏi ý kiến tôi chứ. Đàn bà có mỗi mái tóc thì lại cắt nó đi. Lại sắp sửa bất chiếc gì chi đấy à? Định làm đàn ông hết à? Định làm bà tướng hết à? Ở nhà này chỉ có mỗi anh được làm tướng thôi. Cô dám cãi tôi à? Được lắm. Tự ý đi học, tự ý cắt tóc, rồi về nhà cãi lại chồng. Cô có còn coi tôi ra cái gì nữa không? Bây giờ tôi không còn cái quyền gì trong cái nhà này nữa. Anh Toàn, anh say rồi. Anh ăn cơm đi. Duyên, đứng lại, đứng lại. Bây giờ tôi không nói được ai nữa. Chào gì? Anh Toàn, anh đứng lại đã. Là người đàn ông có bằng cấp địa vị mà không dám nói chuyện thẳng thắn à? Tôi chả có cái gì cả. Phải rồi, anh có gia đình, vợ con, nhưng lại coi họ như nô lệ nên mới ra nông nỗi này. Anh Toàn ạ, em nghĩ vợ chồng thì phải thương yêu tôn trọng nhau mới đúng chứ. Vậy mà anh đã áp đặt cái thói gia trưởng, bắt mọi người phải nghe theo mình. Ngày đến mái tóc phụ nữ mà anh cũng can thiệp. Chị, con có im đi không? Con đừng có làm rối tung lên như thế. Mẹ, mẹ cứ để đấy đã, đừng có quét. Con không làm rối tung lên. Con đang vì mẹ, vì chị Duyên đấy. Tôi biết ngay mà. Sáng nay tự dưng nghỉ làm đến chỗ gì cắt tóc, về thế nào cũng có chuyện. Vâng, tối qua tôi say, tôi xin lỗi. Được chưa? Anh xúc phạm vợ, xúc phạm gia đình rồi lấy cớ là say để mà xin lỗi à? Sao anh hèn thế? Danh dự của chị Duyên, của gia đình, không phải để cho anh bắn rẻ sau mỗi lần say như vậy.
mà có ai bắt anh uống đâu. Chi, không được hỗn, con có im đi không? Mẹ, mẹ là mẹ chồng hay mẹ đẻ của chị Duyên? Anh Toàn cũng là con, có gì sai mẹ phải dạy chứ. Mẹ đừng tưởng cứ hầu hạ con rể là con gái mình được sướng đâu. Anh Toàn, không phải tôi chịu đi thuê nhà, để cho anh ở đây muốn làm gì thì làm đâu nhá. Phải rồi, tôi quên mất cái thân phận ở rể của mình. Được, từ mai tôi sẽ không nói gì nữa. Tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa. Được chưa? Liên ơi, đi với chị một tí. Đi đâu hả chị? Đi mua hồ sơ. Hết hạn nộp rồi. Thế hồ sơ lần trước đâu? Mất rồi. Hay Liên nhờ tay Dũng hộ chị. Khóa trong rồi, không biết là gã đi đâu. Quá hạn rồi, chỉ có gã mới giúp được thôi. Chẳng biết chị có thi nổi không. Em thì dù sao cũng còn trẻ, nhớ được nhiều kiến thức phổ thông. Với lại ông xã em tạo điều kiện tối đa chứ không như chị. Này, chị có định học nữa không đây? Có lẽ số chị đường học vấn chỉ đến thế thôi. Nhờ thầy bói xem hộ cái số của tôi thế nào. À anh Dũng, số anh khổ rồi. Này này. Dạ. Cho thêm cốc bia nữa rồi tính tiền luôn đi. Vâng ạ. Của anh thêm cốc bia nữa là 22.000. Bao nhiêu? Dạ 22.000 ạ. Thôi khỏi bia. Cơm với thức ăn em để dưới bếp ấy. Ăn no rồi. Anh ăn ở đâu? Ăn đâu mà chả được. Mai anh về nhà mà ăn cơm. Không dám. Từ mai cơ quan cho em với cái Liên nghỉ để ôn thi. Ban ngày bọn em phải đến lớp. Cô nói với tôi làm gì? Cô đi đâu, làm gì, tùy ý. Tôi trở thành người thừa trong cái nhà này rồi. Tôi ở nhờ, đâu dám có ý kiến. Anh nói thế mà nghe được à? Em muốn anh về sớm là để đỡ đần công việc gia đình. Em có đi học cho riêng em đâu. Em muốn, em yêu cầu, em ra lệnh. Nhưng mà tôi có cần em đi học đâu. Anh Toàn. Khẽ mồm thôi, cho mọi người còn ngủ. Thôi, không phải bỏ dép đâu. Độc thân mà gọn gàng phết nhở? Thế cứ độc thân thì phải bừa bộn à? Chứ còn gì nữa. Chà, lãng mạn quá nhỉ. Nàng đấy à? À, chị gái đấy. Giống chị Duyên quá.
Thôi, hai em vào chỗ thầy bắt đầu. Này, đừng có mà tranh thủ lạm dụng nhá. Một đằng là chị, một đằng là em. Thôi, Dũng cứ xưng tên cho nó tiện nhá. Thì cứ xưng thầy luôn đi. À, hôm qua mình đã hỏi ở trường, lớp ôn thi đã mở được 3 tháng, còn 3 tuần nữa là thi. Mình theo chương trình của họ cũng không kịp. Dũng đã xem lại yêu cầu của các đề thi. Giờ chỉ có cách hai chị em về nhà đọc thật nhanh những tài liệu trong chương trình. Hàng ngày đến đây, mình cùng vạch ra các dữ kiện chính, nêu chủ đề. Khi đề thi đụng đến phần nào, mình nhớ các nét chính, phân tích theo cảm nhận đánh giá của riêng mình. Nhớ là của riêng mình. Ơ, thế học cả tuần á? À, một tuần, ở trường mình có 3 buổi dạy. Còn lại thì chạy xô ở đây. Này, thế không tình yêu tình báo gì à? À, giờ rảnh toàn đến thư viện. Mà bây giờ thư viện đã chuyển về đây rồi. Thế còn thời gian nào thì làm thơ? Cũng bỏ bẵng lâu rồi. Nhân tiện nhờ chị Duyên mượn hộ cuốn Pushkin mới ra được không? À, hình như ở nhà mình cũng có đấy, nhưng lâu rồi không đọc. Anh có biết quyển Pushkin của em đâu không? Cái gì? Thơ hả? Anh cho rồi. Cho ai? Cho mà sao anh không hỏi ý em? Quyển ấy thầy em đã ký tặng rồi. Ôi trời, thơ với thần, có gì mà phải tiếc. Mấy tập thơ với cuốn nhật ký của em đâu? Ôi, bán đồng nát hết rồi. Có khi bỏ cả cái tủ sách kia đi, để chật chỗ còn độc hại. Cần gì đã có thư viện. Nhưng đó là kỷ niệm của em. Chồng con rồi, không có kỷ niệm, không có thơ thần gì hết. Thế cô không đi ngủ à? Này, lát nữa vào sau mắc màn nhá. À, xà lầu thế chị... Cửa nói tiếp câu nào cơ. Dũng cứ ăn đi. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà. Thì hai chị em cứ ngồi đọc báo, đợi Dũng một lát nhé. Sáng nào Dũng cũng ăn mì à? Nó gọn nhẹ nhất mà. Ăn mãi cũng thành nghiện. Có hôm ngày ăn 3 bữa đều mì cả. Khiếp, xót ruột lắm. Thế còn cơm nước hàng ngày thì sao? Chỉ có thứ bảy chủ nhật Dũng tự nấu. Còn ngày thường thì ăn cơm sinh viên cho nó gọn. Thế còn ốm đau? Cháo ăn liền. Dũng nên lấy vợ đi. Duyên có em gái không? Có, trẻ hơn Duyên mà xinh lắm. Không, giống Duyên cơ.
Anh ăn mì rồi đi làm. Anh có uống rượu không? Thôi. Sáng nay anh có cuộc họp. Cút ra khỏi đây ngay. Về nhà mà dạy chồng đi. Đi, đứng lại. Trả tiền đã. Đi về. Chị Duyên, sao em lại làm thế? Em không sao đâu. Em chỉ nhắc nhở bà ta một chút thôi mà. Em có đau không? Hôm nay chị được nghỉ à? Hôm nay thầy giáo bận. Thế dạo này lão Toàn có o ẹ gì với chuyện học hành không? Ngoan lắm, tự ái mà. Kệ lão ấy, tử tế không muốn, lại muốn hẳn hoi. Công nhận, nhổ tóc thế này á, ngồi cả ngày cũng được. Thì em đã bảo mãi rồi, thỉnh thoảng cứ đến đây em làm cho. Thế dạo này chị còn làm thơ không? Khi đọc một tác phẩm, nếu cứ phân tích theo ý đã có sẵn thì cũng không thú vị lắm đâu. Cho nên hai chị em phải tìm hiểu thêm về các tác giả. Sắp thi đến nơi rồi, đọc làm sao kịp? Phải cố chứ. Dũng sẽ giúp tìm ra nét chính trong sáng tác của họ. Đó là chìa khóa để hiểu tác phẩm đấy. Anh Dũng ơi, nghỉ giải lao thôi. Thực sự là em không thích thơ nên nghe căng thẳng lắm. Ôi, kiến thức của thầy thì có hạn, mà trò thì không có hứng. Thì đành chịu vậy. Duyên, kê cái này sau lưng cho đỡ mỏi. Thôi. À Dũng này. Cuốn Pushkin ông xã cho mượn mất rồi. Thông cảm nhé. Không sao đâu, Duyên không nhắc thì Dũng đã quên rồi. Hồi này bận quá. Thanh niên chưa gì mà đã hay quên. Tôi hay quên nghĩa là tôi đã nhớ. Phải có gì để nhớ mới hay quên. Dẫu đã trăm miền tôi gặp gỡ, chỉ giao thoa duyên nợ một đôi miền. Đúng là hay đọc thơ có khác. Của tác giả nào đây? Của Dũng độc thân. Duyên không ngờ đấy. Dũng ngưỡng mộ Pushkin. Thơ của ông nói lên những gì rất sâu trong lòng và rất gợi cảm. Đọc thơ Pushkin, Dũng mới cảm nhận được cái đẹp luôn ở quanh ta, mà hàng ngày ta thờ ơ, không nhận biết. Thảo nào, có gã lên thư viện chỉ toàn thấy mượn thơ. Khéo mà ế vợ đấy, con gái bây giờ sống thực tế lắm. Nếu có những phút giây huyền diệu trong tình yêu thì ế vợ cũng cam lòng. Nhưng thế gian này đã có ai tìm được phút giây huyền diệu như Pushkin chưa? Thế chị Duyên,
tôi hay quên, nghĩa là tôi đã nhớ. Phải có gì để nhớ mới hay quên. Dẫu đã trăm miền tôi gặp gỡ, chỉ giao thoa duyên nợ một đôi miền. Con múa đẹp lắm, nhưng mà khuya rồi, đi ngủ thôi. Con phải đợi bố ngủ rồi con mới dám tập. Mẹ ơi, mua cho con đôi giày mới nhé. Dung ơi, chắc hôm qua thầy giáo thức khuya phải không? Duyên vào ngồi đợi Dũng một lát nhé. Nhà Dũng làm gì có quả thị nào nhỉ? Mời thầy ăn sáng. Gửi lời cảm ơn cô Tấm nhé. Dũng ơi, đây có phải là hoa ngũ sắc không? Ừ. Vâng. Nó nở vào mùa này à? Nó nở quanh năm. Nó còn được gọi là hoa tỉ muội đấy. Sao lại gọi thế? Nghĩa là hoa chị em. Loài hoa này đặc biệt vì hai bông hoa cùng nở ra từ một nhành. Bông nở trước, bông nở sau. Chúng luôn tồn tại bên nhau, nhưng mãi mãi là hai bông hoa riêng biệt. Thế ai nói mà Dũng biết? Chị Mai, chị gái của Dũng đấy. Chị Mai xinh nhỉ? Chị giống Duyên. Không, Duyên giống chị ấy chứ. Chị đang ở đâu? Chị mất rồi. Cho Duyên xin lỗi. Không sao đâu. Hồi đầu Dũng cứ bị ám ảnh lẫn lộn giữa Duyên và chị Mai. Chị Mai rất thích cây hoa này. Chị ấy thương và lo cho Dũng nhiều lắm. Chị ấy cứ đợi Dũng phải lập gia đình xong thì chị ấy mới yên tâm đi lấy chồng. Thế mà chị Mai đã đưa Dũng đến với thơ. Mỗi khi buồn, thơ của Pushkin lại luôn vang lên trong Dũng. Cảm giác lạ lắm, cứ như máu lưu thông nhanh hơn, làm cho người thanh thản, nhẹ nhõm. Lúc nào mệt mỏi, Duyên hãy tìm đến bài thơ hay. Thơ sẽ giúp cho mọi thứ tan biến hết, chỉ còn lại thơ mà thôi. Sao lại ăn bã thế? Vì Dũng cảm thấy ngon. Đổi nào. Không, Dũng cũng đang thưởng thức vị ngọt của cốc nước cam mà. Thôi, để đấy Dũng cất cho. Sao cái liên lâu đến thế không biết? Hay mình cứ học trước đi. Tùy, học trò là thượng đế mà. Dũng, cất hộ cái gối với. Thôi, cứ để đấy tựa lưng cho đỡ mỏi. Không, hôm nay Duyên không mỏi. Thế hôm nay học gì? Học gì cũng được. Thế thì tùy Dũng. Ngồi nói chuyện nhé. Dũng hôm nay sao thế? Muốn lấy vợ rồi à?
Hay chị dẫn đi gặp em gái chị nhá. Duyên có nhớ đăng test kẻ tình địch đã bắn chết Pushkin không? Đăng test cũng yêu vợ của Pushkin. Người ta đã phải thu xếp cho gã lấy em vợ của Pushkin. Vậy mà gã vẫn không thôi yêu Natalia. Kìa Dũng, đăng test là kẻ bị mọi người lên án đấy. Dũng hiểu. Trong cuộc đỏ súng, đăng test đã thắng, đã giành được Natalia từ vòng tay của Pushkin. Nhưng mãi mãi không bao giờ gã có được thứ tình yêu huyền diệu đó. Chỉ có tâm hồn nhà thơ mới có thể sinh ra thứ tình yêu ấy. Nó là bất diệt. Trong cuộc sống ồn ào và thực dụng này, Dũng cũng đã đi tìm. Nhưng Dũng chỉ gặp tình yêu đó trong những trang thơ. Thảo nào, trốn ngày lễ tình yêu để vào thư viện. Và cũng chính tại cái thư viện cũ kỹ đó, Duyên có nhớ cái lần gặp nhau ở cầu thang khi mới cắt tóc không? Duyên đã bừng lên trong Dũng. Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu. Trước mắt tôi, em bỗng hiện ra như hư ảo, mong manh, vụt biến. Chào anh. Anh là anh Dũng. Vâng. Có việc gì thế anh? Tôi là chồng cô Liên. Cô ấy nhức đầu, hôm nay xin phép nghỉ. Vâng. Cứ để cô ấy nghỉ cho khỏi hẳn. Chào anh. Chào anh. Duyên. Cho Dũng xin lỗi nhé. Dũng vẫn coi Duyên như chị Mai cơ mà. Dũng cũng không hiểu nổi mình nữa. Duyên, liệu có thể tồn tại được một tình cảm chị em giữa hai người khác giới hoàn toàn xa lạ không? Duyên hãy trả lời Dũng đi. Thả lỗi cho Dũng nha. Duyên, thì xong Duyên có đến đây nữa không? Thì xong xin sẽ trả lời. Kìa, cho con chưa? Của con đây. Bác ơi, bác có nhà cho sinh viên thuê không ạ? Vơ vẩn, lấy đâu ra nhà? Hay là nếu bác có đất, bọn em sẽ bỏ vốn ra xây một loạt nhà cấp 4, mình cùng hợp tác. Không có đất. Bác sống độc thân như thế này, ngăn bớt phòng ra mà cho thuê, vừa vui cửa vui nhà, lại vừa có lợi.
cam đi. Sao mà chua thế? Mang đường ra đây. Đừng, yên cho em ngủ, sáng mai em thi sớm mà. Nào, lâu lắm rồi. Em mệt lắm. Thôi, anh để cho tôi yên. Tôi là chồng cô cơ mà. Làm chồng còn không được thì tôi là cái thứ gì ở trong cái nhà này? Độc thân có vợ. Độc thân. Chị Mai, chị phù hộ cho Duyên thi tốt nhé. Thì với cử cái gì? Ra mà xem thằng Toàn nó làm gì kia kìa. Anh làm cái gì thế này? Bố cho con đi chơi. Anh đưa con đi đâu? Tôi ra ngoài ở. Tôi thấm cái thân phận ở rể lắm rồi. Toàn, ở nhà đi con. Có gì thì vợ chồng bảo nhau. Con bây giờ làm sao mà nói được cô ấy nữa. Con ra ngoài, cho cô ấy ở nhà. Cô ấy muốn làm gì thì làm. Đi, đi. Không, đi, con đi, không đi đâu hết. Con ở nhà với đi, mẹ. Đi, Toàn. Không. Anh Dũng. Liên, sao vẫn chưa thấy chị Duyên đến? Em không biết, em từ nhà đến thẳng đây luôn. Liên, nhà chị Duyên ở đâu? Đấy, học nữa đi, mạnh mẽ nữa đi. Cứ nghe lời con Chi rồi tan hoang cửa nhà. Bác cho cháu hỏi Duyên ạ. Duyên ơi, hôm nay thi cơ mà. Anh là thế nào với Duyên? Dạ. Thầy giáo con đấy. Duyên không thi à? Anh về đi, không thi cử gì cả. Anh thông cảm nhé. Ngày ngày hôm nay mày với con Chi phải mang bằng được con My về đây cho tao, rồi thu xếp lại gia đình. Nếu không thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Còn My để quên giày này. Lại còn giày dép nữa. Cứ để nó múa may lắm rồi sau không ra gì đâu. Con thích múa cơ. Trả giày cho con. Con thích học múa cơ. Dũng ơi, bà đi chứ? Dạ. Em chào thầy. Ra sớm thế, làm được hết không? Em làm hết, nhưng chả biết đúng hay sai. Thế mà thầy không vào làm giám thị cho em nhờ. Thôi em về đây. Về đi anh. Chào anh, chào anh. Đồng hành
Dũng nha. Chào anh Duyên. Có làm được bài không? Về thôi. Dũng mời Duyên đi uống nước nhé. Hôm nay Duyên bận mất rồi. Khi khác nhé. Mát thế. Chi? Em cẩn thận đấy. Bố ơi, bố về nhà đi, về nhà chúng con nhổ tóc cho. Ai bảo chúng mày lên đây? Về nhà đi. Anh về đi. Anh về đi. Đi về. Ám quẻ. Chị ơi, chị cầm lấy. Tôi đi về con. Chị có làm được bài không? Em đi với chị, có việc gấp. À, cứ đi thì biết. Kìa, mời anh vào, anh cứ tự nhiên. Ấy, thầy giáo chị đây. Duyên phải đi. Cảm ơn Dũng. Gặp lại sau nhé. Dũng có thể giúp gì được cho Duyên không? Mẹ, con với chả cái, chẳng đứa nào chịu nghe lời mẹ cả. Chúng mày có để tao sống nữa hay không? Mẹ cứ nói linh tinh. Anh Toàn có để lại địa chỉ không ạ? Lúc trưa nó quay về, bảo để cái thư ở trong phòng ấy. Đấy, sướng chưa con, học với chả hành. Hôm qua có cãi nhau không? Không, đêm qua uống say, lèm bèm suốt đêm. Thằng cha này mãi vẫn không chừa. Được rồi, để đấy em. Mà này, sao thầy giáo trẻ nhiệt tình thế? Vớ vẩn, đi nhanh lên. Bố ơi, con không ăn mì đâu. Chịu khó ăn mì đi con. Như bố đây này, ngon lắm. Ừ, con ăn phở cơ. À đây, bố cho gói bim bim. Con ăn đi, tí bố cho đi ăn phở. Con chán bim bim rồi, cho con về với mẹ cơ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Anh Toàn, mẹ, anh làm cái trò gì thế này? Về với con. Bà ngoại. Anh ích kỷ lắm. Anh tự ái rồi ra bài nhẫn nhục chịu khổ. Như cái mì nó có tội gì đâu mà anh bắt nó phải khổ theo anh. Dì không biết gì thì đừng nói nữa. Tôi thà ở thuê chịu khổ còn hơn là ở nhà. Thỉnh thoảng dì lại về chỉnh huấn chỉnh quân. Anh mà sống vô trách nhiệm với chị gái tôi và cháu mi thì dù ở đâu tôi cũng đến tôi chỉnh. Dì nhiệt tình lắm, dì tốt lắm. Nhưng mà dì đang nhầm đấy. Một khi tôi đã bỏ tiền ra thuê nhà ở đây thì dì có được đến đây lên lớp hay không, và tôi có muốn nghe hay không là quyền của tôi. Anh... Thôi Chi, em ra ngoài đi để chị nói chuyện. Thế nào, lại đến lượt em lên lớp anh đi à? Không, em đến đây chỉ muốn nói hai điều. Một là không ai đuổi anh đi. Hai là anh không có quyền làm khổ con. Em ký đơn chưa? Nhất thiết phải ký à? Tùy em. Nếu em không chịu đựng nổi tính ích kỷ của anh. Biết là ích kỷ, tại sao anh không sửa đi? Em cũng không hiểu anh. Em còn nhớ hồi chúng mình mới quen nhau không? Ngày ấy anh đã phải chiều hầu hết những ý thích của em. Bởi vì anh biết em là người của lãng mạn, là người của thơ ca.
Anh phải cố làm ra vẻ mình cũng có tâm hồn bay bổng để gạt tất cả những gã trai trẻ ra khỏi nhà em. Khi cưới xong, anh mới nhận thấy mình không đủ tâm hồn để bay bổng cùng em. Và vì thế anh buộc phải ích kỷ. Anh đã cố tình gạt hết hoa lá thơ thẩn ra khỏi cuộc đời em. Bởi vì nếu có nó, em sẽ tuột ra khỏi vòng tay của anh, và anh sẽ mất em. Anh không muốn giữ nó nữa. Khi em đi học, em sẽ sống đời sống sinh viên. Anh giữ nó cũng bằng thừa. Cái gì vậy? Chìa khóa tâm hồn của em đấy. Anh đưa con về đi. Em đi học là vì anh, vì con mà. Không. Anh đã bảo là anh không cần. Đi học vì anh. Duyên, em hãy nói thật lòng đi. Em đi học có phải là vì anh không? Về ký vào đơn và mang đến đây. Tôi sẽ nuôi con. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh không có quyền giữ con My. My, ở lại. Tôi còn phải lo cơm áo gạo tiền. Không có thời giờ đâu mà bay bổng với cô mãi được. Con về với mẹ cơ, về với bà ngoại cơ. Con cứ ở đây với bố, rồi mẹ sẽ quay lại đón con. My! Cái My đâu? Thằng Toàn không chịu về à con? Làm sao mà về dễ thế được? Đây không phải là nhà trọ đâu. Muốn đi là đi, muốn về là về. Mà nhà trọ thì cũng phải nói trước với chủ nhà chứ. Đấy mẹ xem, con rể mẹ chẳng có ai cho cái gì cả. Về ký vào đơn và mang đến đây. Cơm áo gạo tiền, không ai có thời gian bay bổng với cô mãi được. Phụ nữ cũng phải có quyền sống cho mình chứ. Cứ giữ khư khư để mà hành hạ nhau suốt đời à? My ơi, lên giường ngủ đi con. Nhà của con. Thôi, lên giường ngủ không có muỗi. Con ngủ trong nhà của con cơ. Thôi. Duyên, Dũng mong Duyên mãi. Gớm, cứ làm như là... Sáng nay có đi dạy không? Có, nhưng báo nghỉ vẫn kịp. Không nghỉ đâu, thế học phí tính sao đây? Trả lời câu hỏi của Dũng trước đi đã. Nhất thiết phải trả lời à? Ngày còn đi học, Duyên phân tích bài thơ Bông Hoa Nhỏ của Pushkin. Thầy giáo rất thích và tặng Duyên cuốn thơ này.
Nó là một phần trong tâm hồn Duyên. Và Duyên muốn trao nó cho Dũng. Thôi, Duyên phải về đây. Duyên, sao về sớm thế? Không nghỉ được à? Không. Con ra ăn phở đi. Ở nhà chơi ngoan. Rồi trưa bố về bố đèo con đi học nhé. Nhà có thư nhá. Vâng, xin bác ạ. Thư của con đây. Mẹ ơi, con trúng tuyển đại học rồi. Vâng, cô thì giỏi rồi. Đây, phần của cô đây.